Một vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay mời quý vị lắng nghe câu chuyện đức tin với tựa đề Hoa keo vàng Golden Wattle. Đức Chúa Trời truyền dạy Môi-se về việc dùng gỗ xi-tim trong công cuộc xây dựng đền tạm trong vùng hoang dã. Trong sách Xuất Hành, đoạn 25 câu 8, đoạn 10, đoạn 23, đoạn 26, đoạn 15, 16 và 27 câu 2. Chữ xi-tim xuất phát từ chữ sita cổ. Ngày nay các dịch giả Kinh Thánh Việt văn đều dịch là gỗ cây keo. Khi những người Anh quốc đầu tiên di trú đến nước Úc, họ đã thấy cư dân bản địa dùng gỗ cây keo vàng làm vũ khí tên là boomerang. Một loại cây keo khác, Acacia cuminata, được gọi là mứt dâu vì khi xẻ gỗ thân keo còn tươi, nó có mùi giống như nước ép trái dâu hoang. Dân thuộc địa Úc thời ban đầu đã dùng cây keo này làm phên trắc vùng để cất nhà. Cây keo sống những vùng đất hoang dã, cằn cỗi, thân cây cao đến 8 hay 10 mét, cành có nhiều gai nhọn, hoa màu vàng anh rất đẹp. Đến nỗi nước Úc lấy cành hoa keo vàng này làm biểu tượng trang trí. Cây keo rất đa dụng. Cành lá làm thức ăn khô cho gia súc, hạt keo là nguồn thực phẩm giàu, hàm lượng protein. Người ta chế tạo mì vọ, mì ống từ hạt keo. Gỗ keo cũng rất có giá trị. Hoa keo vàng chế tạo nước hoa. Mỗi cây keo đúng tuổi sản xuất chừng 10kg hạt và làm thức ăn. Có tư liệu chép về cây keo như sau. Tên khoa học của cây keo là Acacia, là một chi của một số loài cây thân bụi và thân gỗ có nguồn gốc tại đại lục cổ Gondwana, thuộc về phân họ trinh nữ Memosodia, cũng thuộc họ đậu Fabaceae. Lần đầu tiên được ông Leminius miêu tả năm 1773 tại châu Phi. Hiện nay người ta biết khoảng có 1.300 loài cây keo trên thế giới, trong đó khoảng 950 loài có nguồn gốc ở Australia và phần còn lại phổ biến trong các vùng khu vực khô của vùng nhiệt đới và ôn đới ấm ở cả hai bán cầu, bao gồm châu Phi, miền Nam châu Á, châu Mỹ. Loài sinh trưởng xa nhất về phía bắc của chi này là Acacia gregario, keo vút mèo, ở miền Nam Utah, Hoa Kỳ. Loài sinh trưởng xa nhất về phía nam là Acacia dubata, keo bạc, Acacia longifolia, keo bờ biển hay keo vàng Sydney, Acacia mirsil, keo đen và Acacia melanocylon, keo gỗ đen ở Tasmania, Australia. Trong khi Acacia carvin đạt tới vĩ độ tương tự như thế về phía nam, tại khu vực đông bắc tỉnh Chubut, Argentina. Trong tiếng Anh, các loài keo ở Australia được gọi chung là wattle, cây keo Úc. Còn các loài châu Phi, châu Mỹ gọi chung là Acacia, cây keo. Một số loài keo cung cấp các loại gỗ có giá trị, chẳng hạn Acacia melanocylon, keo gỗ đen ở Australia. Chúng là loài thân gỗ lớn, gỗ của chúng được dùng để làm đồ gỗ nội thất và có độ bóng cao. Hay Acacia homalophila, gỗ mio cũng là Australia, tạo ra gỗ có mùi thơm, được sử dụng cho mục đích làm cảnh. Acacia formosa cung cấp loài gỗ có giá trị của Cuba gọi là sapicu. Acacia senior được gọi là cây keo sita và xuất hiện trong Kinh Thánh và cung cấp gỗ sita. Nó được sử dụng trong sản xuất hộp đựng pháp điển của người Do Thái, là một biểu tượng thuộc linh. Acacia heterophylla từ đảo Reunion và Acacia hoa keo Hawaii từ quần đảo Hawaii là các loài cây lấy gỗ có giá trị. Tại Việt Nam, các loài keo tai tượng Acacia magium là keo lá tràm, Acacia auriculiformis được trồng để làm nguyên liệu sản xuất giấy, cải tạo vườn rừng.
Hoa keo vàng là một loại bông hoa đẹp mà rất nhiều người thực sự thích. Cây keo vàng thực sự là một bụi cây hoặc một cây. Nó không phải là hoa hay cái gì thực tạo ra bất kỳ loại nở hoa nào. Cây keo vàng có rất nhiều biến thể khác nhau và các loại biến thể khác nhau có các tính năng khác nhau. Với một số cây hoặc bụi bạn sẽ thấy rằng chúng rất gai và sát. Với những loại khác bạn có thể tìm thấy sự đối lập hoàn toàn về mặt ngoại hình. Nó thực sự tùy thuộc vào loại cây keo mà bạn sẽ đặt trong sân của bạn hoặc bất kỳ nơi nào nó có thể được. Đây là một cây cây tuyệt vời được dựng nên và nó sẽ trông tuyệt vời dù bạn đặt nó ở đâu. Cứ vào tháng 8 dương lịch, cây keo vàng trổ hoa rực rỡ tại nước Úc, báo hiệu mùa xuân sẽ sớm đến ở Nam Bán Cầu. Dân Úc lấy hình cây keo vàng trang trí cho biểu tượng của xứ sở họ. Dân Israel đã mang nhiều gỗ keo vàng khi xuất hành ra khỏi Ai Cập, nên họ đã dâng hiến gỗ quý này cho sự xây dựng đền tạm trong sa mạc. Họ dùng gỗ cây keo vàng làm hòm giao ước, làm hai bàn thờ, làm 48 tấm ván và tất cả những cây trụ trong hành lang và trụ cửa đền tạm, v.v. Nhưng khi vua Salomon xây dựng đền thờ, ông không dùng gỗ keo nữa mà dùng ba loại gỗ là bá hương, tùng và ô liu. Tại sao có sự thay đổi như vậy? Và tại sao các vật dụng bằng gỗ keo trong đền tạm được đem vào kho tàng đền thờ vào ngày lễ hội khánh thành đền thờ? Kinh Thánh chép, bây giờ Salomon vời đến mình ở tại Jerusalem các trưởng lão Israel, hết thảy các quan trưởng của chi phái, những trưởng tộc của Israel đặng rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va từ thành của David, tức là Sion. Trong lúc lễ nhằm tháng Ethanin là tháng 7, hết thảy người nam của Israel đều nhóm lại cùng vua Salomon. Khi các trưởng lão Israel đã đến, thì những thầy tế lễ lấy hòm của Đức Giê-hô-va giờ đi luôn với đền tạm và các khí dụng thánh ở trong đền tạm. Những thầy tế lễ và người Lê-vi khiêng các đồ đó lên. Trong các vui nhất đoạn 8 từ câu 1 tới câu 4, Chúa Giê-xu đã đội mão gai trước khi bị đóng đinh. Cây keo cũng thuộc dòng họ keo gai, sống ở trong vùng đất khô cằn trong sa mạc hoang vắng. Ê-sai đoạn 53 câu 2 chép, Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Chúa giống như cây hoa keo vàng sống trong vùng hoang dã của thế giới. Gỗ cây keo ngụ ý bản chất nhân tính của Đấng Christ, mạnh mẽ trong tính chất, cao cả trong tiêu chuẩn. Nhân tính của Chúa là yếu tố cơ bản, thể chất cơ bản, vì Ngài là chứng cớ của Đức Chúa Trời trên trái đất. Cái rương giao ước làm bằng gỗ keo vàng vẫn tồn tại mãi trong đền thờ Salomon xây cất mà không phải cái rương khác thay thế, vì cứ Chúa Giê-xu hôm nay, hôm qua và cho đến đời đời vẫn y nguyên. Hebrew đoạn 13 câu 8. Nhân tánh của Chúa của thế tồn tại đời đời bất biến, Ngài là thần nhân. Và ngày phục sinh, nhân tánh của Ngài được sanh ra, sống lại làm con Đức Chúa Trời. Phaolô giải thích, chúng tôi đây cũng truyền cho anh em tin lành về lời hứa cho tổ phụ. Thế nào Đức Chúa Trời lại làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta là con cái họ, và khiến Chúa Giê-xu sống lại y như đã chép trong Thi Thiên thứ 2 rằng, ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi. Công vụ đoạn 13 câu 32. Bạn phải phân biệt được rằng Chúa Giê-xu còn sống trên đất, thân tánh của Ngài là con Đức Chúa Trời và cũng là chính Đức Chúa Trời. Khi Ngài chưa sống lại, nhân tánh Ngài là con người vô tội. Nhưng sau khi sống lại, nhân tánh đó phục sinh. Mà Phaolô gọi sự phục sinh của Ngài là sự sanh ra của nhân tánh Ngài, để nhân tánh ấy trở thành con Đức Chúa Trời, được thần hóa. Đó là lý do vì sao rương giao ước và các vật dụng bằng gỗ keo của đền tạm lưu động đều được đem vào đền thờ bằng vật liệu nặng. Gỗ keo hoa vàng là nhân tánh chưa sống lại của Chúa, còn gỗ bá hương hay gỗ ô liu ám chỉ nhân tánh phục sinh của Ngài. Đền tạm bằng gỗ keo vàng là đời sống và nhân tánh của Chúa Giê-xu. Còn đền thờ do vua Salomon xây dựng là tiêu biểu cho cứu Chúa Giê-xu phục sinh, thân thể hữu cơ, thuộc linh và hoàn vũ của Ngài còn đến đời đời. Câu gốc suy gẫm: Chúa cứu thế Giê-xu hôm qua,
ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Hebreo đoạn 13 câu 8. Amen.